Kính thưa tất cả các vị, chiều nay tôi cũng hy vọng là có đủ thời giờ, bởi vì chúng ta đã mất rất là nhiều thời gian rồi, cũng hy vọng có đủ thời giờ để thưa chuyện với các vị một chút, và sau đó là toàn một phần thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho cái bài kinh đầu tiên của Tương Ưng Bộ, đó là kinh về Bộc Lưu. Xin thưa với đại chúng rằng là cái mục đích của lớp học này chúng tôi đã nói rõ trong cái thông báo trên Facebook, nhưng mà vẫn nhắc lại thôi. Đó là từ lâu và rất lâu, trên 10 năm nay chúng tôi đã thỉnh thoảng, nó cũng được và thường xuyên cũng được để ý trên YouTube và các cái băng giảng đĩa mà người ta phát tán, ấn tống, phát hành rộng rãi đó, mà đến từ tay chúng tôi cũng đều rất là ưu tư, đó là chưa bao giờ được nghe, một vị pháp sư nào nam tông hay là bắc phái mà giảng về kinh tạng Nikaya mà y cứ vào ở trong y cứ trên chánh số là Atthakatha cả. Tôi xin nói rõ và chắc chắn rằng cái câu nói này sẽ làm phiền rất là nhiều vị, nhưng tôi cũng xin thưa thiệt là chưa bao giờ tôi được nghe một vị nào giảng về Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Bộ mà y cứ vào cái cánh số Atthakatha. Dạ, các vị còn nghe không? Tức là có ai đó đã cố ý bấm cái máy tôi giờ. Tôi xin thưa là tôi rất muốn làm tiếc là tại sao chư tăng nam tông vẫn lẫn các vị bắc tông khi thầy giảng về kinh tạng á, nhất là Trung Bộ kinh á, tôi chưa là vị nào mà nhắc gì đó Atthakatha hết, toàn bộ là cứ là hãy biết vi diệu pháp thì giải thích theo vi diệu pháp. Còn hãy vị nào không mặn mà lắm với vi diệu pháp thì giải thích theo cái cách hiểu của mình trên cái bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Minh Châu, chỉ vậy mà thôi. Chúng tôi xin thưa các bạn, chúng tôi ví dụ nha, thí dụ như cái bài kinh Lễ Cây, cái bản dịch cũ gọi là kinh Tài Dụ. Nếu mà quý vị cảm thấy rằng chúng tôi nói quá lời, nói hơi có vẻ cường điệu thì thôi, chiều nay các vị thử đi, hỏi quý thầy bắc tông hoặc nam tông nào mà thường giảng Trung Bộ đó, hỏi vị chứ trong cái bài kinh đó đó, cái đức Phật này ví dụ rằng là cái lợi lộc đó, danh lợi trong đời tu của mình đó, nó rồi giới luật rồi thiền định vân vân, và những cái thứ đó nó là những cái thứ mà nếu mình không khéo nó sẽ cám dỗ đời tu của mình, như là một cái người mà đi tìm lễ cây rồi tưởng đó là lễ cây rồi sớm hài lòng với nó. Có người thì đừng có bỏ ngoài của cây, có người đừng bỏ trong của cây có người được đi, có người tìm đến để có những người, có những tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp này chưa gì hết được cái lợi lộc danh sinh tôn kính danh vọng quyền lực thì họ đã dừng lại ở đó, họ không đi xa hơn. Có vị thì không bị quyền lực danh lợi cám dỗ, nhưng mà vị đó sau khi giữ giới luật thanh tịnh thì cảm thấy rằng là mình là số một, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, và vị đó coi nhẹ người khác, cho nên trong trường hợp đó thì cái vị này được xem là bị mắc kẹt ở trong giới luật. Tức là cái Phật pháp thì nên mong mà mình chỉ mới được cái giới luật trong sạch thôi, và mình coi nó đã là số 1 rồi. Rồi các vị thì đi hướng kẹt cái tiếp theo đó là tôi còn nói nữa, nói cái này tôi không nói nữa. Đấy, thì tôi xin hỏi các vị vậy chứ cái danh lợi là cành lá, giới luật trong sạch đó là cái vỏ ngoài hả? Rồi tiếp theo là cái vỏ trong á, thôi tôi nói luôn, tôi giấu một cái thôi, cái vỏ trong á chính là thiền định. Có những vị chứng đắc được tầng quyền này tầng quyền kia được cho là như vậy nó đã là tất cả những gì mà mình cần phải chứng đạt ở trong cái giáo pháp này, thế là vị đó lại vẫn nằm ở trong cái vùng lẫn quẩn thôi. Và tiếp theo đến Đức Phật này dạy rằng có vị thì vượt qua được cái vỏ ngoài, vượt qua được cái vỏ trong và đến được cái giác, cây là cái phần thịt này gần lõi nhất. Thì tôi xin hỏi bà con một điều thôi, là bà con đã bao giờ nghe quý thầy và các vị nam thuộc truyền Phật giáo giải thích cái giá cây là cái gì không? Làm ơn mở giùm tôi đi, cái bài kinh vị ví dụ lỗi cây nhé. Đấy, ví dụ nếu tôi cái máy Việt Nam tôi xài lại cái máy của thiên hạ, tôi không có rời, tôi xài không có được. Và cái giác, dạ không, bây giờ tôi muốn hỏi cái ẩn dụ của Đức Phật á, tức là danh lợi nó giống như cầm lá nha, vỏ ngoài nó giống như giới hạnh ha, vỏ trong nó giống như thiền định, còn cái giác cây nó giống như cái, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Đó chính là cái lý do mà tôi sau nhiều cái trăn trở theo cái tôi quyết định tôi nghĩ phải có một lớp học như thế này. Rồi chưa hết, cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ kinh đó, nó có một cái điều thú vị mà tôi ngờ rằng đó là cái sự dụng ý của các vị A La Hán kết tập. Đó là trong cả 5 bộ kinh Trường Bộ, Kinh Bộ Tăng Chi, Kinh Tiểu Bộ, thì cái bài kinh số 1 là lô, các vị có nghe không? Nghe rồi, cảm ơn. Nghe rồi, cảm ơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chiều nay cùng với các vị bắt đầu cái lớp học này, để từ đây về sau cái chuyện mà diễn giải kinh tạng nó có góp cô người một chút. Đừng có nói chi là Phật, chỉ riêng truyện Kiều thôi. Nếu hôm nay mà chúng ta không có được đọc cái bản chú giải của các cụ Bùi Kỷ hay là Đào Duy Anh đó, thì chỉ có chết thôi, Truyện Kiều mình tưởng dễ hiểu, thật ra không có cụ Bùi Kỷ, không có cụ Đào Duy Anh thì làm sao mà mình hiểu suốt. Cho nên nếu mình không có đọc hai cụ đó mà cứ đọc cái bản của Bùi Vĩnh Ký đó thì nó chết, nó chỉ có chết thôi. Còn lý do tại sao chết thì các vị chắc mai vừa lên internet thì biết nha. Tôi chỉ ví dụ cho vui, tức là nếu đọc Kiều mà không có cụ Bùi Kỷ và cụ Đạo Danh thì không có được, không xong. Cũng vậy, đọc kinh tạng nhé, đọc kinh tạng mà không có Atthakatha thì chỉ có chết thôi, Thì chúng ta để khỏi mất làm thời giờ, còn khỏi làm mất thời giờ quý vị, tôi xin đi thẳng vào nội dung bài kinh. Các vị còn nghe không? Tôi chỉ giảng đúng 15 phút là mình chia ra nha, bởi vì cái đường truyền này nó rất là hên xui nha, đúng. Cho nên mình chỉ giảng được có 15 phút, nếu còn duyên thì nó còn nặng nghĩa thì thôi rồi. Các vị đã xem bài chính kinh rồi phải không? Vậy rồi, hay quá. Các vị có thấy vấn đề nó nằm ở đâu? Bây giờ chúng tôi đón mò là cái vấn đề đó rồi. Bây giờ chúng tôi chia sẻ rất là nhanh về kênh này. Nếu mà đường truyền có vấn đề mình chia ra chiều nay, ngày mai gặp lại. Là vào một ngày kia có vị trời, và có một vị trời, một vị thiên nhân đó, có một vị thiên nhân xuống đảnh lễ Đức Phật và hỏi ngài một câu. Các vị cứ nói lên đi. Hỏi ngài một cái câu rất là, một câu kể rất là khó hiểu. Là làm sao mà ngài vượt khỏi Bộc Lưu? Thì thưa đại chúng, cái câu hỏi này đó, nếu mà mình diễn dịch theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó, thì làm sao mà ngài chấm dứt phiền não? Ngài là một vị Phật, con biết, nhưng mà bằng cách nào mà ngài chấm dứt được phiền não? Bằng cách nào mà ngài chấm dứt sanh tử? Bởi vì chữ Bộc Lưu ở đây đó, mình có thể hiểu hai nghĩa. Bộc Lưu là một chữ ô khác, trong chữ Pali chữ ô khác. Ô khác nó có nghĩa là cái dòng nước, nước lớn, cái dòng nước nặng. Cường lưu, bộc lưu, bạo lưu nha. Thì cái phiền não của mình cũng có chỗ được gọi là 4 cái dòng bộc lưu, như là bạo lưu, là 4 cái dòng cường lưu, nó cũng phân hết mọi thứ nha. Rồi thì dòng sanh tử cũng là một cái dòng chảy, mà danh sách nó cũng luôn luôn nó vô thường biến diệt, nhưng là một dòng chảy. Cho nên ở trong duy thức có một cái câu gọi là hành chuyển như bộc lưu. Hành chuyển như bộc lưu là để chỉ cho cái tình trạng là biết việc không ngừng của danh sách của năm quận nha. Hành chuyển như bộc lưu, như vậy thì ở đây mình học được 3 chữ. Bộc lưu này thì chỉ cho sanh tử luân hồi, bộc lưu chỉ cho phiền não, mà cũng chỉ cho cái dòng chảy sanh diệt liên tục của danh sách của năm quận 12 đến 18 giới. Thì trong trường hợp đó được gọi là bộc lưu. Thì ở đây đó, cái vị trời những hỏi Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, bằng cách nào mà ngài chấm dứt được phiền não, bằng cách nào mà ngài chấm dứt được dòng sanh tử? Thì Đức Phật ngài biết rõ rằng cái vị trời này này, cái trong đây ngài Minh Châu kêu là vị thiên. Thì đôi khi tôi không thích xài chữ vị thiên, bởi vì tiếng Việt Nam mình kêu chữ thiên không nghe nó kỳ, cho nên tôi thường chữ vẫn là thiên nhân. Và sẵn ở đây tôi xin mở ngoặt, tôi nói trước nữa, tôi là người Việt Nam và tiếng Việt Nam có một cái chữ này rất là bậy mà cứ nói hoài tưởng mình hay, đó là chữ chiên thiên. Chư Phật có nghĩa là từ 2 vị trở lên, đúng không? Chư Tăng là cũng tối thiểu là cũng từ 2 vị trở lên, có chỗ từ 4, có chỗ từ tối thiểu là 2 vị trở lên. Như vậy thì chư thiên cũng vậy, chư là rất nhiều mà, chư thiên thì cũng phải là từ 2 vị trở lên, nhưng người Việt Nam mình cứ là lúc nào cũng là 1 vị chư thiên, 2 vị cũng chư thiên. Đêm hôm qua tôi thấy, chắc tôi nhìn thấy gọi là lúc bây giờ có 1 vị chư thiên để hiện ra, đáng lẽ tức là đã là 1 rồi sao chư được. Đó là một cái mà mình phải lưu ý nha, cũng giống như người Việt Nam mình bị cái này. Ở trong tiếng Hán ấy, cái chữ chúa và chữ chủ họ viết giống nhau, chúa và chủ viết giống nhau, nhưng mà đặc biệt ấy, cái bên Cơ Đốc giáo thì họ hơi ăn gian một chỗ, đó là họ gọi Chúa Giêsu là Chúa, thay vì họ kêu là chủ thì họ viết chữ chủ trong tiếng Hán á, họ viết là chủ, nhưng mà trong tiếng Việt họ đọc là chúa, cho nên cái Sunday họ đọc là ngày Chúa Nhật, có nghĩa là cái ngày mà người ta bỏ hết mọi sự để về với Chúa. Nhưng mà nhiều người Việt Nam không ý chỗ này, họ cũng vẫn kêu là Chúa Nhật, trong khi đó thì tiếng Tàu hiện đại kêu tinh kỳ nhất, tinh kỳ nhiều, chứ còn không có kêu, ta kêu là ngày tinh kỳ chứ không kêu là Chúa Nhật, Chúa thứ hai như mình đâu. Cho nên là mình quen mình gọi sai là mình không biết, thay vì mình kêu 1 vị trời hay là 1 vị thiên nhân, mình gọi là 1 vị chư thiên như vậy là sai. Cái trò thứ hai mình gọi là một ngày Chủ Nhật hơn là 1 ngày Chúa Nhật, cái đó là cách gọi của người Cơ Đốc. Cái thứ ba, năm 600 trước Tây Lịch nó hay hơn là năm 612 trước Công Nguyên. Vì sao? Vì Công Nguyên, Công là chung, Nguyên là gốc, Công Nguyên là cái gốc chung, có nghĩa là khi nào mình nhìn nhận ba ngôi Chúa Thánh Thần, mình nhìn nhận cái chuyện mà Chúa Trời tạo ra muôn loài trong vòng 6 ngày, mình tin rằng có Adam và Eva, mình tin có những chuyện đó, mình tin có vườn địa đàng, mình tin mọi thứ là do Thượng Đế, do Chúa Trời tạo ra. Khi mà mình có tin những chuyện đó thì mới có gọi là Công Nguyên. Chứ còn lần này cái lịch sử nhân loại nó được bắt đầu từ trước khi Cơ Đốc giáo ra đời, thì nếu như vậy tại sao mà mình lại gọi cái lịch 2014 là Công Nguyên được? Cái chữ Công Nguyên đó là của người Cơ Đốc họ nghĩ ra, cho nên theo tôi thì tôi vẫn dùng cái chữ Tây Lịch hơn. Chứ đừng như nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên truyền đã ra đời vào năm 623 trước Tây Lịch, chứ tôi không bao giờ dùng cái chữ trước Công Nguyên hay là trước Thiên Chúa Giáng Sinh nha. Mặc dù tiếng Anh đó thì nó để là BC, tức là Before Christ, nhưng mà mình không có xài như vậy. Mình người Việt Nam mình lão đạo Phật nữa, mình không có xài chữ trước Giáng Sinh hay là trước Công Nguyên, mà mình xài là trước Tây Lịch. Vì sao? Vì mình nói là lịch Tây mà, còn biết là nước Việt họ có lịch riêng, Hồi giáo họ có lịch riêng nha. Thì mình cũng vậy, mình là Phật tử thì mình gọi là trước Tây Lịch thôi, chứ mình không nên xài trước Công Nguyên còn trước thì Chúa Giáng Sinh. Cũng giống như mình nói là ngày Chủ Nhật, chứ mình đừng gọi là ngày Chúa Nhật, và mình gọi là 1 vị trời hay là 1 vị thiên nhân, chứ đừng gọi là 1 vị chư thiên nghe rất là kỳ. Cũng như cách đây không lâu tôi xem trong Atthakatha chú giải của Trường Bộ Kinh, chúng tôi thấy có một cái câu niệm rất là hay. Mà xưa đó giờ mình niệm, mình người Việt Nam mình niệm là mô Phật, còn năm tông mình niệm là cái gì? Ở đây ai niệm Bali niệm chữ mô Phật, còn niệm bằng tiếng Bali là chữ chi bà con? Là mình biết chúng tôi chữ Bali được không? Người không biết chữ Phạn mà niệm là mô Phật, còn mình biết chữ Bali mình niệm sao? Ở bên Trung Quốc lên á, thượng tọa giáo đẳng hay dạy mình niệm sao? Yes, đúng. Nhưng mà trong chú giải tôi không thấy mong một bức thai giáo, mà là tôi thấy cái chữ này tôi thấy rất là hay. Mà tôi tính có cái dịp nào đó mà tôi Nam Mô Bức Tha Giáo là con xin đảnh lễ Đức Phật, mà Nam Mô Bức Tha Năng là con xin đảnh lễ chư Phật. Các vị sẽ hỏi được chú giải kinh nào, tôi xin nói rõ, đó là Sớ Giải Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh. Đấy, cho nên bây giờ tôi nói nhanh nha, Ở đây có một vài Phật tử họ đến họ tâm tôi, bây giờ họ sắp sửa họ đi, bây giờ tôi giảng nhanh để cho họ nghe trước khi họ đi. Ok, bảo họ phải buồn thôi, họ có cái gì họ ta hẹn họ chết. Ok, thì trong đó nói cái này là hai gì nhịn, trong đó không nhắc đến 50 Bố Tha Giáo, mà trong đó dạy là nhịn 5 Bố Tha Năng. Tôi thấy hay quá, vì 5 Bố Tha Giáo được có một Phật à, 5 Bố Tha Năng được nhiều Phật, được chư Phật. Bây giờ trong đây cái ông vị trời nó hỏi Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, bằng cách nào mà ngài vượt khỏi phiền não, vượt khỏi sanh tử? Nói gọn lại là bằng cách nào mà vượt khỏi Bộc Lưu? Thì Đức Phật biết ý ông này, ông vốn là một người từng gặp Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Trí Phật Minh đấy, và ông có lòng kiêu ngạo rất là lớn, ông rất là trí tuệ. Và khi ông đến hỏi ngài đó thì cái cách hỏi ông là cách hỏi của dân nghèo nghèo, thì ngài cũng trả lời cho nó theo cái cách mà vừa ý ông. Cho nên khi mà ông hỏi ngài như vậy thì ngài cũng trả lời một cách cũng đặc biệt. Ông nói rằng ông hỏi Đức Phật, khi Đức Phật Thế Tôn bằng cách nào mà Thế Tôn vượt khỏi Bộc Lưu, tức là vượt khỏi sanh tử, vượt khỏi phiền não, thì Đức Phật dạy rằng ta vượt khỏi phiền não, ta vượt khỏi sanh tử, vượt khỏi Bộc Lưu đó bằng một cách rất là riêng. Đó là ta không có phải bước tới mà ta cũng không có đứng lại. Bởi vì thông thường nói tu hành là gì? Tu hành là mình có mặt trên một đường, một con đường, đúng không? Hành đạo là gì? Hành đạo là đi, đúng không? Là đi theo một cái phương pháp mà mình sống đời là gì? Sống đời là mình có mặt trên một hành trình. Nói chung là sống đời hay hành đạo đều có nghĩa là đang có mặt trên một hành trình, dù là đường bộ hay đường thủy. Bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, có đọc Kinh Quán Cung Phụ chắc biết đâu đó. Bộ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền, tức là đi trên bờ thì nó đi bằng ngựa, mình đi dưới thì đi bằng thuyền. Và đằng này Đức Thế Tôn ngày lại nói rằng ta có mặt trên con đường đó, nhưng ta có mặt theo cái cách của ta, ta không có bước tới mà ta cũng không có đứng yên. Các vị có biết không, với trí tuệ của vị nguyên nhân này, sau khi nghe vậy vị đã lập tức chứng quả tu được rồi, lập tức. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghĩ gì hết nha, nghĩ gì hết. Thì bởi vì cái vị trời này họ có cái túc duyên đời trước nha, túc duyên đời trước. Quên nữa, tôi cũng sẵn như tôi nói là chút chữ túc nó có nhiều nghĩa. Túc có nghĩa là ở nhà qua đêm, chữ túc nó có nghĩa là đầy đủ, mà chữ túc nó cũng có nghĩa là đời xưa nè. Cho nên ví dụ như là cũng túc giới thì chữ túc này có nghĩa là đầy đủ, nhưng mà chữ túc nó cũng có nghĩa là ở nhà, giống như là tá túc. Mà cái túc trong trường hợp, trong trường hợp mà túc duyên ấy, thì cái túc này tôi nghĩ là trước nha, trước. Thì ở đây khi Đức Phật này dạy rằng ta có cái cách vượt khỏi Bộc Lưu mà không phải bước tới, không phải bước lại. Vì sao? Bước tới thì bị trôi dạt, mà đứng lại thì bị chìm xuống. Sau khi nói như vậy xong thì vị trời đó, sau khi vị trời nghe Đức Phật dạy như vậy xong, vị đã lập tức kiến quả tu đường rồi, đảnh lễ Thế Tôn và biến mất tại chỗ. Trong cái bài kinh chiều nay tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có mấy phút, bởi vì tôi không biết cái đường truyền của tôi nó kéo dài được bao lâu, cho nên tôi rất là ngắn thôi. Thì ở đây các tôi làm ơn viết ra dùm tôi: bước tới đó thì bị trôi dạt, mà đứng yên thì bị chìm xuống. Thì ở đây trong chú giải nó giải thích một cách rất là rõ ràng là phiền não nha, phiền não, sự có mặt của phiền não, sự có mặt của phiền não đó là trôi dạt, mà cái sự có mặt của pháp hành đó là chìm xuống. Là bạn viết xuống dùm tôi đi: sự có mặt của phiền não đó là trôi dạt, mà sự có mặt của pháp hành đó là dìm xuống. Các bạn biết dùm tôi được không? Tôi có biết là tại tôi lo tôi đọc vô tôi có đảng này, tôi không có biết đâu, tôi không có biết tôi có bị đâu nha. Sự có mặt thì đã là trôi dạt, mà sự có mặt của pháp hành là dìm xuống. Rồi mình biết đơn giản hơn rồi. Tiếp theo, cái sự có mặt của tham ái và tà kiến là trôi dạt, sự có mặt của các phiền não còn lại đó là dìm xuống. Từ từ cứ mỗi bài kinh như vậy đó mình học mà có cái chú thích chữ khó như vậy thì tôi tin rằng thời gian ngắn sau, khi mà các vị mở ra một cuốn sách, các vị không cần thầy bà gì hết, cứ việc là nhìn vô cái đó liếc lên bên cái là nó khỏe quá rồi. Sự có mặt của tham ái và tà kiến, sự có mặt của tham ái và tà kiến, chứ không thể nào mà đi làm mà nó nghe. sự có mặt của tha mái và tà kiến là trôi dạt nha. Sự có mặt của các phiền não còn lại đó là sự chìm xuống. Cái điều biết chậm quá, cái điều biết chậm quá đó, và sự có mặt của các phiền não còn lại đó là sự chìm xuống đấy. Đúng chưa? Sự có mặt của thường kiến là sự trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là sự chìm xuống. Các vị có biết kịp không? Các vị học kiểu này nó rất là khô nha, nhưng mà lát nữa khi mà mình đóng rung rồi về mở cái bình kinh nó ra, tự nhiên nó sáng bừng lên, tự nhiên nó sáng bừng lên. Sự có mặt, sự có mặt, sự có mặt của tha mái là bằng kiến hả? Thì cái Pali nó là tanh ngã đích thị, còn các phiền não còn lại đó thì là Atthakatha là các phiền não còn lại nha. Cái phiền não mà có người họ tưởng là chỉ phú nhận nha, phú nhận hoặc là phụ nữ, ok. Các phiền não còn lại nha là sự trôi dạt. Sự có mặt của tha mái và tà kiến ấy, là trôi dạt. Sự có mặt của các phiền não còn lại là chìm xuống. Rồi viết một cái khác, sự có mặt của thường kiến là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là chìm xuống. Thường kiến là Sastaditi, thường kiến nha. Còn đoạn kiến là Uchedaditi, là đoạn kiến nha. Thì sự có mặt của thường kiến là trôi dạt, mà sự có mặt của đoạn kiến là chìm xuống. Yes, đây, ok. Thái độ sống, thái độ sống tiêu cực ấy, là trôi dạt, mà quá khích ấy, là chìm xuống. Tiêu cực ấy, tiêu cực ấy, thái độ sống tiêu cực nha, thái độ sống tiêu cực là trôi dạt, mà quá khích là chìm xuống. Thái độ sống tiêu cực là trôi dạt, mà quá khích là chìm xuống. Các bạn biết những cái thái độ sống này là đều có vấn đề hết nha. Có lúc mình buông xuôi, mình không biết đi đâu, về đâu, làm gì, gặp ai nha. Rồi cũng có trường hợp là mình quá sung, gọi là bung sung đó, mình lăn xăng, lăn xăng thì trong trường hợp đó cũng không tốt. Mà cái gì nó vừa chừng thôi. Ai nấu ăn thì biết, ai lái xe thì biết, không có được dư. Mình lái xe đó mà mình cái gì theo chừng mực thì là mới an toàn. Còn chậm quá ở một cái chỗ cần nhanh là không được, mà nhanh quá ở chỗ cần chậm không được. Nấu ăn cũng vậy, cần bớt nước thì mình bớt, cần thêm đường thì mình thêm đường, chứ không thể nào mà mình nên nếm vô tiện như ý mình được. Cho nên cái chuyện lái xe, chuyện nấu ăn, thì ngay cả cái chuyện mà cắt tỉa hoa kiển cũng phải chừng mực, chứ không phải là mình bung sung hoặc là mình cứ lờ đờ lẫn đễnh thì cũng rất là khó nha. Cho nên ở đây cái thái độ sống nó cũng là cái thái độ hành đạo. Rồi thì lợi dưỡng á, lợi dưỡng đó, xin lỗi hôn thủy là trôi dạt, mà tạo hối đó là chìm xuống. Hôn thủy là trôi dạt, mà tạo hối là chìm xuống. Cảm ơn. Rồi lợi dưỡng đó là trôi dạt, mà khổ hạnh là chìm xuống. Lợi dưỡng ấy, là trôi dạt, mà khổ hạnh là chìm xuống. Chấp chưa? Lợi dưỡng là trôi dạt. Tôi sẽ đọc chánh kinh, nó đọc sớ giải, đọc chánh sớ rồi đó, đọc chánh sớ rồi. Tôi sẽ nói sơ ra, nếu mình cái còn ok thì mình nói chuyện với nhau, cũng không thôi các vị cũng có cái bỏ túi rồi. Khổ hạnh là chìm xuống rồi. Pháp là trôi dạt, mà thiện pháp hiện thế là chìm xuống. ác pháp là trôi dạt, mà thiện hiện thế là chìm xuống. Nha, thiện hiện thế là chìm xuống. Điều thiện có thiện hiện thế và thiện xuyên thế. Cái ác pháp đây là ác cứu sự ác. Nên ác pháp. Còn cái thiện hiện thế là lô phi dân cứu sự ác. Lô phi dân cứu sự ác là thiện pháp hiện thế. Đấy, thì ác pháp là trôi dạt và thiện nghiệp thế là chìm xuống. Rồi xong, để đủ giải bài kinh. Tới đây tôi xin trả lời một chút cái giáo lý duyên khởi. Trong giáo lý duyên khởi dạy rằng do không biết mọi hiện hữu là khổ. Tôi nói chậm cái đầu tiên, cậu có nghe không? Do không biết mọi hiện hữu là khổ, dầu là xâm làm con rùi, con dòi hay là làm một vị đế thích phạm thiên, thì nghĩa là còn hiện hữu là còn khổ. Dầu trong hình thức nào đi nữa, hễ hiện hữu là khổ. Và vì không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết rằng sáu ái là nhân gì tạo ra khổ. Sáu ái là nhân tạo ra khổ, có nghĩa là mình thích ở trong cảnh sắc, thích trong cái mình thấy, thích trong cái mình nghe, vân vân. Không biết rằng có một cứu cánh vắng mặt hai cái này. Cái vừa mình có biết là không biết có bốn thứ vô minh. Thứ nhất là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai là không biết rằng sáu ái là nhân tạo ra khổ. Thứ ba là không biết rằng có một cứu cánh vắng mặt hai cái này, có nghĩa là vắng mặt hai cái vắng mặt cái khổ và cái tập á. Mọi hiện hữu là khổ, không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong tự khổ đế. Không biết, vậy tôi đọc cái gì viết dùm tôi nha. Không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Không biết rằng sáu ái là nhân sanh tạo ra mọi hiện hữu, thì đó là vô minh trong tập đế. Cái thứ ba, không biết rằng có một cái cứu cánh vắng mặt cả khổ và tập, đó chính là vô minh trong diệt đế. Và cái thứ tư, không biết rằng bát thánh đạo là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh diệt đế, thì đó là vô minh trong đạo đế. Các vị còn nghe không? Các vị không biết dùm tôi đọc lại nha. Có tất cả là bốn cái của mình. Thứ nhất là không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Thứ hai, không biết rằng sáu ái là nhân sanh ra khổ đế. Nếu vậy là sao các vị không biết dùm tôi? Còn không, nếu các vị nghĩ rằng đây là phần giảng thì thôi cũng được, tôi quên, cái phần viết bài đã hết rồi. Không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Không biết rằng sáu ái là con đường dẫn đến khổ đế, thì đó là vô minh trong tập đế. Không biết rằng có một cứu cánh vắng mặt hoàn toàn khổ và tập đế, thì cái vô minh đó được gọi là vô minh trong diệt đế. Và không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, thì đó được gọi là vô minh trong đạo đế. Người mà có bốn cái vô minh này nè, nó lại lập được dầu lớn dầu không, thì hãy người mà có bốn vô minh này nè, thì tự nhiên họ phải chọn một trong ba cái con đường sau đây. Cái người mà có đủ bốn cái vô minh này, các vị đừng có tưởng rằng bốn cái này quý hiếm. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, kẻ đang nghe và người đang nói đều có đủ bốn cái vô minh này hết nè. Tôi nhắc lại, cái thứ nhất là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh trong khổ đế. Thứ hai, không biết rằng sáu ái là nhân dẫn đến khổ đế, thì đó là vô minh trong tập đế. Không biết rằng có một cứu cánh chấm dứt cả khổ và tập, thì đó chính là vô minh trong diệt đế. Và cái thứ tư là không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, thì cái vô minh này được gọi là vô minh trong đạo đế. Người có đủ 4 cái vô minh này dứt khoát là phải chọn một trong 3 cái con đường sau đây để đi. Một là đi theo cái con đường phi phúc hành, có nghĩa là khổ quá thì sống trong bất thiện, mượn tham, mượn sân, mượn si để làm các cái điều bất thiện. Ví dụ như việc họ đói quá họ đi câu cá, họ đói quá họ đi ăn cướp, đói quá họ đi lừa đảo, đói quá rồi cái họ đi họ làm đủ thứ chuyện bậy bạ trên đời để họ kiếm sống. Thì mình ví dụ nôm na như vậy thôi, thì đừng gọi là trốn cái khổ bằng cách là đầu tư, gọi là đi theo con đường phi phúc hành. Cái con đường thứ hai dành cho cái người mà vô minh trung tứ đế, đó là khổ quá nhưng mà nhờ có chút trí tuệ cho nên họ không có làm chuyện bất thiện, nhưng mà họ xoay qua họ làm thiện. Đấy, họ xoay qua họ làm thiện. Làm thiện thì có nghĩa là thấp á, thì bố thí, từ giới, hồi hướng, phục vụ. Còn cao hơn chút nữa đó, thì ráng mà đắc được sơ nhị tam tứ thiền. Thì trong trường hợp đó được gọi là họ đi theo cái con đường phúc hành, có nghĩa là con đường thiện, thiện dung và thiện sắc giới. Rồi có một số ít người cũng có đủ 4 vô minh này, nhưng mà vì họ là cái người phải nói là có trình độ. Và trình độ đây là cái gì? Cái chỗ này không mở ngoặt không được. Trình độ đây có nghĩa là họ có đủ 4 điều kiện sau đây. Một là thân cận hiền trí, hai là phước xưa sẵn dành, họ có sẵn phước cũ. Cái điều thứ ba nữa là họ có dịp để mà học hỏi, lắng nghe. Và thứ tư nữa là họ hành trì theo cái điều họ học hỏi, lắng nghe. 4 cái điều này nó cho phép họ đời này họ ly dục. Ly dục cấp thấp thì chỉ chứng được thiền sắc, ly dục cấp cao thì đắc được thiền vô sắc. Thì cái người mà sống bất thiện để mà trốn khổ tìm vui được gọi là cái người sống theo cái con đường phi phúc hành. Còn cái người có trình độ hơn một chút thì họ trốn khổ tìm vui bằng cách là họ tạo trữ các thiện dục giới và sắc giới, thì họ được gọi là đi theo con đường phúc hành. Cái con đường thứ ba khó đi nhất, ít người đi nhất, đó là tu tập để chứng đắc các cái tầng thiền vô sắc giới, thì đây được gọi là hành trình bất động hành. Chỉ có người biết Phật pháp họ mới đi cái con đường ngoài ra 3 cái nẻo đó thôi. Đó là hưởng dục thì dìm trong dục, thích trong sắc thì dìm trong sắc, thích trong vô sắc thì dìm trong người vô sắc. Riêng cái người biết đạo tu tập tứ niệm xứ thì họ thấy rằng đã là danh sắc thì ở đâu cũng vậy thôi. Giống như trong một ngôi nhà đang cháy thì chung xuống sàn, chung vào nhà tắm hay lên nóc nhà, ở đâu cũng là trong ngôi nhà cháy thôi. Thì với cái kiến văn, với cái hiểu biết, với cái khả năng trồng tư, với cái nhận thức chính chắn của một người biết đạo đó, thì họ không có thích thú trong cái việc mà đầu tư trong các cõi dục sắc và vô sắc. Chỉ có cách đó mới hướng đến tu cách giải thoát như vậy. Còn bằng như một người không biết đạo đó thì một là tệ, họ đi đường tệ nhất là họ chìm sâu vào cái con đường tội lỗi. Còn hai nữa nó thì khá hơn chút là tạo được cái phước đi xong về các cõi nhân viên ngũ quẩn. Riêng về cái hạng cao nhất là cũng có vô minh trong 4 đế, nhưng mà họ có trình độ nhất, cái khả năng liên dục cao nhất, thì họ sanh về cái cõi trời vô sắc. Mà dầu dục sắc hay vô sắc vẫn là tam giới như hỏa trạch, tam giới như ngôi nhà đang cháy. Có hiểu được cái đó đó, có hiểu được cái chỗ mà 3 hành này nè, do 4 cái vô minh trong tứ đế cho nên mới dẫn đến 3 cái hành: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì có hiểu được cái này, có ôn là một cái này, thì chúng ta mới có dịp hiểu lại cái bài kinh về Bộc Lưu mà chúng tôi vừa nói nãy giờ đó. Tức là vị này hỏi Đức Thế Tôn, và Thế Tôn bằng cách nào có tôi vượt qua được Bộc Lưu sanh tử, vượt qua được cái Bộc Lưu phiền não, thì Đức Phật thì Ngài hiểu được cái tâm lý của vị này. Để một người hiền trí mình phải trả lời theo cái cách mà vị này muốn. Tức là Ngài trả lời cách rất là đặc biệt, Ngài ta vượt khỏi Bộc Lưu phiền não, ta vượt khỏi Bộc Lưu sanh tử bằng con đường rất là riêng. Đó là ta không bước tới, ta đi trên đường mà ta không thèm bước tới, mà tuy không bước tới ta cũng tránh thèm đứng yên. Vì sao vậy? Vì bước tới là trôi dạt, mà đứng yên là chìm xuống. Thì ở đây các vị A-la-hán mới giải thích cho mình nghe cái bước tới là bị trôi dạt là sao, mà đứng yên mà bị chìm xuống là chìm xuống làm sao. Có nghĩa rằng là vị cái hành trình mình tu chứng của Đức Phật ấy, Ngài không bị chìm, Ngài không có bị chìm ở trong lợi dưỡng và khổ hạnh. Các vị nhớ rồi, ngay trong cái pháp đầu tiên mình kinh Dưỡng Linh Phật đã xác định rằng này các vị thấy có hai con đường cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh. Một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh. Ở đây tôi thuyết giảng con đường tu đạo gồm có bát chánh đạo, 8 ngành, chánh kiến, chánh nguyên nhiên, vân vân. Ngay cái bài pháp đầu tiên, cái thông điệp giáo lý đầu tiên mà Đức Phật gửi đến nhân thiên trong kinh đó là có đến 18 triệu vị phạm thiên đã chứng quả trong cái bài kinh. Trong lúc này Ngài giảng cái bài kinh Dưỡng Linh đó, không kể các cái vị mà trời thấp hơn, gọi là không kể thì các vị trong nhóm trụ trần nhân, chỉ riêng phạm thiên không mà đã có 18 triệu vị phạm thiên chứng quả thánh nhân trong cái bài trong cái thời giảng kinh Dưỡng Linh. Thì ở đó Ngài xác định rõ, ngay từ đó, ngay từ buổi giảng đầu tiên Ngài đã xác định rõ là Ngài không đi theo con đường lợi dưỡng khổ hạnh. Và chưa hết, trong cái bài kệ bộc tự tin của Bộc Lưu này, Ngài cũng xác định rằng Ngài cũng là cái người lìa bỏ cả các thường kiến và đoạn kiến. Tôi nhớ cách đây không lâu tôi có trong một bài viết ngắn tôi có nhắc đến điểm này. Hiểu được mọi sự do duyên mà có thì mình bỏ được cái đoạn kiến. Để đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết. Nhưng mà nếu mình hiểu được mọi sự do duyên mà có, có nghĩa là chết rồi chưa chắc hết đâu, hễ còn duyên sinh tử thì mình còn đi nữa. Cho nên hiểu được vạn hữu do duyên mà có thì bỏ được cái đoạn kiến. Mình hiểu được vạn hữu do duyên mà diệt á, mà mất á, thì mình bỏ được cái thường kiến. Bởi vì thường kiến là cho rằng có một cái gì đó nó còn hoài, nó còn thiên nhiên vạn đại, trường sinh bất lão. Nhưng mà thật ra nó thì các pháp khi hội đủ duyên thì nó sẽ lập tức nó biến mất thôi nè. Cho nên ở đây là Đức Phật xác định rõ ta không theo con đường lợi dưỡng, không theo con đường nào kiến đã đành, mà ta cũng không theo con đường thường kiến và đạo kiến là vậy đó. Vì một người mình hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì chấm dứt thường kiến, thì chấm dứt đoạn kiến. Hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì chấp người họ đoạn thì từ được cái thường kiến. Vạn pháp do hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì bỏ được đoạn, hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì bỏ được cái thường. Mà ai mà bỏ được hai cái này đó thì người đó có được cái chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái bước đầu tiên của bậc chánh đạo. Đầu tiên ở đây xin nói rõ, nó không phải là quan hệ hàng dọc nha, không phải là có cái này nó mới có cái kia, mà đầu tiên đây là cái được kể đầu tiên trong mấy chánh đạo. Bởi vì trong một chỗ nào đó và trong chú giải bà con sẽ thấy rằng chánh kiến được giải thích gồm có hai, mà hai cái đó, đó lại có được từ đâu? Có được từ cái sự lìa bỏ thường và đoạn kiến. Cái bài giảng này nó hơi chuyên sâu, sợ bà con nghe buồn ngủ, nhưng mà tôi đã nói rồi, giá nào bà con ngủ cỡ nào còn một người tôi vẫn nói, bởi vì không thể nói khác được nha. Thì cái chánh kiến nó được gồm có hai trường hợp. Một là trí hiểu danh sách vốn nằm trong tam tướng. Thứ hai, trí hiểu lý nhân quả là vạn pháp là không phải nằm ngoài cái luật nhân quả nha. Trí hiểu tam tướng, trí hiểu tam tướng và trí hiểu luật nhân quả gọi chung là ngũ là chánh kiến. Đấy, nhớ nha. Như vậy thì hồi nãy tôi có nói rồi, thấy được vạn pháp do duyên sinh thì đó nhờ vậy ta mới bỏ được cái đoạn kiến. Hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì ta bỏ được cái thường kiến. Mà bỏ được hai cái này thì ta có được chánh kiến. Mà chánh kiến là cái gì? Thì ở đây người ta có giải thích rồi. Chánh kiến là trí hiểu được danh sách ngũ uẩn 12 xứ 18 giới không nằm ngoài cái vòng chi phối của tam tướng. Thứ hai, trí hiểu được rằng đã gọi là có mặt trong đời này thì danh nào, sắc nào, uẩn nào, xứ nào có mặt trong đời này thì nó cũng phải đều nằm ở trong cái luật nhân quả hết. Thì trí hiểu được hai thứ này thì gọi chung là chánh kiến. Mà chánh kiến tôi nhắc lại, giống như kỳ nhân là ông kỳ đà, mà kỳ đà là cho các ké là vậy đó. Bỏ, tôi nhắc lại nha, hiểu được, bây giờ các vị học như con nít đi, hiểu được vạn pháp do duyên sinh thì ta bỏ được đoạn kiến. Hiểu được vạn pháp do duyên diệt thì ta hiểu được, thì ta bỏ được thường kiến. Bỏ được hai tà kiến này thì ta có được chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Thì lúc đó giờ mình nói tiếp, chánh kiến là trí hiểu được tam tướng và trí hiểu được nhân quả nha. Đấy, Cho nên dò kỹ về kinh này lại, cộng với những gì các vị vừa nghe nhé, thì tự nhiên mình thấy bài kinh nó sáng ra. Rồi chưa hết, bài kinh này có nói rõ một chuyện, Ngài không có để mình bị trôi dạt, không để mình bị chìm xuống. Bởi cái gì? Ác pháp là trôi dạt, mà thiện pháp hiện thế là chìm xuống. Là sao? Thì đã nói rồi, do vô minh trong tam tướng, cho nên cứ tưởng rằng ở đây khổ, mình chạy về kia nó hết khổ. Gọi là bỏ, chạy ô mồ mất ô mã, mà chạy thầy cả mất thầy con, tránh dễ dưa mà gặp dễ dừa. Có nghĩa là mình sợ cái khổ này quá, cho nên mình đi đầu tư một cái khổ khác. Mình tưởng rằng hey, tôi cô đơn quá, tôi đi tìm một mối tình, người ta bỏ tôi đi, tôi thất tình, thế là tôi tìm đến người khác. Như vậy thì chạy ô mồ mất ô mã, mà chạy về cả mất về con. Tôi ham tiền quá, tôi làm ăn bị trúng gạt, buồn quá tôi uống rượu, bị đụng xe, tai nạn nằm chỗ. Mình tưởng cái người đó là người ngu, mà thật ra không có ai là phàm vô mà có ngu hết. Tức tự nhiên là mình là những người đi trốn cái khổ này bằng một cái khổ khác. Có một điều nó khác nhau ở chỗ là nhìn nó sang hơn. Cái anh có biết ảnh tệ nhất, ảnh hèn nhất, ảnh trốn cái khổ bằng cách là ảnh sát sanh trộm cướp, ảnh trốn cái khổ bằng cách là ảnh đầu tư tham sân si đến xa đọa. Cái anh thứ hai ảnh sang hơn một chút, ảnh bẩm hơn một chút, rồi ảnh trốn cái khổ bằng cách là ảnh làm lầm để bản sanh về các cõi dục thiên hay là phạm thiên hữu sắc. Càng thứ ba thì ngon lành nhất, em trốn khổ bằng cách là anh chứng đắc các cái tầng nguyện vô sắc. Nhưng mà phạm vi vô sắc sống lâu cho lắm rồi 84.000 đại kiếp ở cõi phi tưởng phi tưởng cũng phải sanh trở lại cái dòng lẫn quẩn của kiếp trầm luân một thôi. Trong tất cả chúng ta ngồi đây cũng như tất cả chúng sinh mà chúng ta nhìn thấy như là con ong cái kiến động vân và vân vân, không có một cái loài nào, không có một cái cá nhân cá thể nào mà chưa từng đặt chân lên cõi phi tưởng phi tưởng. Hôm nay, chiều nay và tối nay, nếu các vị nghi ngờ lời của tôi nói, các vị hãy đi gõ cửa những cái vị tôn túc khải kính nào mà các vị tin cậy nhất xem cái điều nó có phải vậy không. Các vị nói rằng, sư giáo viên nói rằng không có một con trùng con dế nào mà nó chưa từng sanh về cõi phi tưởng phi tưởng. Trong cái dòng sanh tử luân hồi thì chỗ nào mình cũng từng tới, cõi vô tưởng mình cũng chưa có từng bỏ qua, mình đã từng ghé qua rồi, chỉ có một chỗ là mình chưa từng tới thôi, đó là cõi Ngũ Tịnh Cư. Dành cho các vị An Hà, mình vô đó là mình cũng có ra, ngày này mình đi luôn. Chỉ có một cái, chỉ có 5 cõi đó là mình chưa từng vào mà thôi. Còn cái cõi mà siêu cõi mà sống lâu nhất ở trên phạm vi là phi tưởng phi tưởng, mình cũng đã từng vào ra trong đó không biết bao nhiêu lần. Rồi ở cõi địa ngục không gian là cái địa ngục mà dành cho cái người mà đoạn kiến bất trị đó, nó cũng lâu 84.000 đại kiếp. Thì chúng ta ở đây từng người cũng đã từng vào ra trong đó như là hoàng tử Bộ Cung, không có chỗ đâu có lạ gì mình hết. Có một điều mình liên hồi lâu quá, dài quá, cho nên nghe mình có tin, mình không nghĩ là mình từng bị xa đọa trong những cái chỗ như vậy, hoặc là mình bây giờ mình u quê quá, mình u đạc cạc, mình không có ngờ rằng lù đù lẫn đẫn như mình đã từng sanh về cõi phạm vô tưởng vô sắc. Xin thưa, cỡ nào mình cũng đã từng vô rồi, nhưng mà khổ một chỗ là bạn lành thì ít mà bạn ác thì nhiều, cho nên khi mà trên đó xuống rồi cái cơ hội mà quay lại đường cũ để về phạm thiên nó bị mất lối đi, hoàn toàn là gặp cái bạn đời đấy thôi mà. Cho nên nó xuống mình làm chuyện tào lao rồi cuối cùng mình cứ quẩn quanh trong cái cõi dục, phải nói như vậy. Và chính Minh Nho họ cũng nói từng thiện như đăng, từng ác như băng, có nghĩa là làm thiện thì nó khó giống như đi leo núi rồi đó, chứ còn mà làm ác nó dễ ẹt giống như đi trực tiếp vậy đó. Cứ đường nào mà thấp mình cứ nhào xuống rồi dính mình. Tùng thiện như băng, nó làm thiện cho khó giống như đi leo núi, mà tùng ác như băng đó nó giống như mình tuột núi đi trực tiếp vậy đó. Chính vì lý do này cho nên nó dẫn đến một chuyện thứ hai mà chúng ta không thể không lưu tâm, đó là tại sao mình bước ra đường của mình nhìn quanh mình thấy toàn là cái cảnh khổ nhiều hơn là cái cảnh vui. Người nghèo ở các châu lục trên toàn hành tinh nó luôn nhiều hơn người giàu. Cái người mình đẹp nó ít hơn người xấu, người khỏe nó ít hơn người bệnh. Rồi cái người có vấn đề về gia đạo nó luôn nó nhiều hơn là cái người mà coi như là bất niên hạnh phúc, trăm năm hảo hợp. Thường ai cũng có vấn đề trong gia đình, chẳng qua cắn răng mà sẽ lòng ráng sống với nhau. Tại sao vậy? Vì sao nhìn đâu cũng thấy toàn là cảnh khổ không? Vì sao vậy? Nó rất là đơn giản, là bởi vì trong một ngày của mỗi chúng sinh đó, cái tâm bất thiện nó ít hơn cái tâm thiện. chỉ một câu trả lời đó thôi. Ngay trong đời này, cái tâm thiện đã ít hơn tâm bất thiện, thì trong vô số kiếp đã cứ tâm bất thiện luôn nhiều hơn tâm thiện. Và nếu mà tâm bất thiện nhiều thì làm sao mà chúng ta thấy cái niềm vui nó nhiều hơn nỗi buồn? Một tập buồn hết ép nhiều thì khổ phải nhiều. Đó là lý do đời này chúng ta gọi là bể khổ, là phải đáp. Có những cảnh giới mà người ta không có cơ hội để nhìn thấy những nỗi khổ, nhưng mà đặc biệt ở cõi dục thì cái cơ hội mình thấy khổ nó nhiều lắm, là bởi vì đây là một cái cảnh giới mà nó có tất cả cái môi trường để cho cái ác nghiệp nó đổ sinh. Ví dụ như lên cõi trời đó, thì tôi nói làm gì có bệnh, tôi nói làm gì có chuyện tai nạn, phải như xương như khối tai nạn chỗ nào, như khối như xương mà bệnh chỗ nào. Còn như mình ở đây đó thì mình thấy nổi mà bệnh ngoài da, có bị vô trong bệnh viện da liễu rồi nó hết muốn tái xanh rồi, chỉ là bệnh da liễu thôi nha. Bị đau cái lát rồi bị ghẻ, bị xà mâu, bị cái gì đó là đã nạn rồi. Cái bị vô nó cái chỗ mà viện ung bướu da này còn lẫn thân sống nữa nha. Cho nên ai mà muốn tu hành, mình muốn nó tinh tấn, mình thấy bệnh sư nói là mình không thấm, cái đi vô bệnh viện đảo dòng nó ra mình không muốn tu. Còn không đi vô mấy cái lò thiêu, vô mấy nhà xác, vô mấy nghĩa tơ đảo dòng tự nhiên về cái đổi tánh liền. Còn cái kiểu mà mình cứ vô chùa mà kiểu mà vui vẻ đó, nghe pháp trong tình trạng vui vẻ, gặp gỡ tăng chúng trong tình trạng vui vẻ, thì trong trường hợp đó đó thì mình không có thấm được cái đời để ngộ đâu. Tại kinh này rất là sâu, tại kinh này Đức Phật phủ nhận toàn bộ, phủ nhận người nào rằng lợi dưỡng là không chấp nhận được, là khổ hạnh cũng không chấp nhận được, thường kiến đoạn kiến không chấp nhận được, và cuối cùng là một cái phủ nhận mang tính toàn triệt, quyết định tuyệt đối, đó là tất cả ác pháp phải bỏ đã đành, mà đến tất cả thiện pháp hiện thế cũng phải bỏ luôn. Có nghĩa là sao? Thiện hiện thế đây bao gồm thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Bỏ đây có nghĩa là sao? Cái chỗ này không khó hiểu. Bỏ đây không có nghĩa là mình không có làm, nhưng mà mình làm trong một ý thức rất rõ, rằng đây chỉ là phương tiện thôi. Các vị học, các vị có chút tu học, các biết không biết có biết cái câu này. Đồng tiền ấy, nó là một ông chủ tồi, nhưng mà nó là một nô lệ tốt. Biết các vị có nghe câu này không? Làm ơn biết mình tôi chỉ này đi. Tôi nhắc lại, đồng tiền nó là một ông chủ tồi, nhưng mà một nô lệ tốt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình có đồng tiền là tất cả đó, thì tệ lắm. Ai mà thờ đồng tiền đó, thì cái người đó xin lỗi, ngửi không vô. Nói từ biểu người Bắc là ngửi không vô, nói từ cái Nam Bộ là chơi không vô. Cái người mà thào tiền á, cho nên thả tiền thì nó làm chủ người nào thì người đó giảm được. Nhưng mà nếu mà người nào coi tiền là cái phương tiện sống thôi, nó chỉ là cái món đồ để mình sinh hoạt thôi, không có thào tiền á, thì nó là người rất là dễ thương người em. Thì cái thiện pháp cũng vậy, nếu mình coi cái thiện pháp đó, nó là cái phương tiện để mà dẫn đến cái phước báo ta làm học thì ok. Nhưng mà nếu mình làm phước mà với một cái tâm nguyện cầu được sinh về nơi này chỗ nọ, thì đó là chúng ta đang đầu tư một cái khổ mà nãy tôi nói rồi, đó là ba hành đó. Do vô minh trong bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, cho nên người ta mới mong sanh về cõi này cõi kia. Nếu mà nói tận cùng đó, các vị có biết không? Tại sao mình ăn ngon? Trong kinh nó rõ lắm, nó rất là rõ, mà tại mình đọc trong cái kiểu mà trời ơi, cho nên mình không có thấm ở chỗ này. Trong kinh có dạy rằng có những người đó, họ quán tưởng rằng cái món ăn này nè, nó vốn không dơ, nhưng mà cái cơ thể mình đã bất tịnh, cho nên nó chỉ chạm vào môi mình thôi, nó chỉ dính một tí nước bọt của mình thôi là nó đã trở nên gớm. Nói gì là người ta mửa ra, nói gì là nó đã đi qua cái đường ruột già, nó đi qua cái đường đại tiết, thì nó còn gớm cỡ nào nữa. Thì đó là dành cho cái người hạ căn. Cái người hạ căn, cái người trí ích ấy, thì họ nghĩ như vậy, họ mới ly tham trong cái việc ăn uống. Nhưng mà đối với tập thượng căn ấy, thì họ không có nghĩ như vậy, họ chỉ nghĩ như thế này. Tại sao mình ăn ngon? Là tại vì cái nghiệp dục giới mình sanh vào cái thân người, không ăn thì chết làm sao? Thế là con cú nó phải thích ăn thịt chuột, con cá thi thi nó phải thích ăn rong, con bò, con nai nó mới thích ăn cỏ, và con người thì ăn lung tung hết. Như vậy thì cái ngôn ở đây nó hoàn toàn tùy thuộc, nó chỉ là một thứ nhu cầu rất là sinh học, rất là khoa học và thuần túy mang tính kỹ thuật mà thôi. Chúng ta thấy nó ngon là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình làm thân người, thì tự nhiên hãy mang thân người thì mình phải có nhu cầu ăn uống. Và nếu mình ăn mà không thấy ngon thì làm sao mình chịu giọng như cái họng của mình được. Mình cái nghiệp trì não, nghiệp sanh tử cái khí. Hãy tạo nghiệp dục giới thì nó sanh làm người dục giới. Các bạn biết nghiệp dục giới là gì rồi? Tức là nghiệp dục giới là nghiệp nhị nhân, nghiệp tam nhân, tức là tâm đại thiện đó, tâm đại thiện, tâm đại quả. Tại tâm đại thiện tạo ra tâm đại quả. Đại quả nhị nhân cũng có, đại quả tam nhân cũng có. Còn tại nó thì tái sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện hay là quan sát quả bất thiện, bốn của tâm đó, bốn loại tâm đó. Thì do mình tái tục bằng bốn tâm, một trong bốn tâm này cho nên mình phải thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Và nếu mà mình không thích ăn đó, thì làm sao mà mình ăn được? Cho nên chính cái nghiệp nó mới khiến cho mình phải thích, mình phải biết đói. Nó khiến cho một cái mô tử mình phải thích đói, phải biết đói. Đến cái giờ nào đó cái cơ thể mình nó cần thêm những dưỡng tố để nó sống. Thì biết cái thí nghiệm bóc lót phải không? Các bạn biết cái đó không? Tức là cái cơ thể mình khi mà nó cần đường, nó cần chất này chất kia thì tự động nó phải đói. Mà khi nó đói như vậy đó thì cái đói tự nhiên là mình muốn ăn. Và khi mình muốn ăn thì mình ăn vào nó mới ngon. Như vậy nếu mình hiểu được rằng ăn nó chỉ là một cái chuyện trả bài mà thôi, ăn nó chỉ là chuyện trả bài mà thôi. Sự nó ngon là chính vì cái nghiệp sanh tử mới khiến mình phải thấy ngon mình mới ăn. Mà chính vì mình ăn vô mình mới sống để chi? Để tiếp tục sống, để mình trả cái nợ đời trong năm của kiếp người. Hiểu như vậy mình mới thấy ăn nó là cả một cái thực hành. Ăn nó không phải là một thứ khoái lạc để mình hưởng thụ nữa. Ở đây cũng vậy, có người ở đời thấy rằng được sống trong nhung lụa, được sống trong điều kiện mình muốn đó là hạnh phúc. Phải bị sống trong một điều kiện bất toại thì đó là đau khổ. Nhưng nó có một hạng người đặc biệt, họ thấy rằng hễ có mặt trên đời này thì tự thân sẽ có mặt nó đã là một gánh nặng, đã là một gánh nặng. Cho nên ở trong cái bài kệ này Đức Phật này có dạy một câu là bước tới thì bị trôi dạt, mà bước lại thì bị chìm xuống. Trong cái lời giải thích của vị A La Hán này, cái lời giải thích sau cùng ác pháp là trôi dạt, mà thiện nghiệp thế là chìm xuống vào chỗ đất. Hãy mình còn mang thân người giàu là trong điều kiện sống như thế nào đi nữa, 80 tuổi rồi thì giáo hoàng cũng phải đi đứng khó khăn, 80 tuổi rồi thì một ông cụ ăn ngoài cũng phải đi đứng khó khăn, 80 tuổi rồi thì cơ thể không còn nghe lời mình nữa, cho dầu đó là một vị cư sĩ hay là một vị hòa thượng trưởng lão. 80 tuổi rồi mình có 15 cái bằng tiến sĩ hay là mình không biết đọc biết viết thì nó vẫn giống nhau ở chỗ là cơ thể nó đã không còn nghe lời mình nữa, bắt buộc phải vậy thôi. Thì có người họ chán chỗ đó, họ chán những cái chỗ là mang thân người, bản thân nó đã là một cái khổ. Cho nên trong đời của Pháp ông có nói cái này, nếu mà muốn khóc thì phải khóc khi một đứa bé chào đời, nhưng mà muốn khóc khi một ông già ông nằm xuống. Đó là tôi nói rất là thông minh, rất là thông minh. Cái chuyện đáng trách là tại sao mình biết đời là khổ, mình nói chung ra làm cái gì chứ còn nó đã xong ra thì nó phải già, nó phải chết, chỉ nói là bình thường. Cho nên tôi nhắc lại ở đời này có những người trốn khổ thì là bởi vì lý do rất là đơn giản thôi, là bởi vì họ không có được cái trí tuệ trong bố tối. Họ tưởng mình có mặt trong điều kiện này là vui, có mặt trong điều kiện kia là khổ. Như vậy thôi bây giờ mình làm sao mình đừng có mặt trong điều kiện kia, mình phải có mặt trong điều kiện này. Nhưng mà một cái người mà hiểu lời Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng có mặt ở trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào cũng là cái khổ hết. Vì sao? Là vì ít nhất 3 lý do. Đấy. Lý do thứ nhất, cái gì rồi cũng vô thường. Cái gì rồi nó cũng vô thường. Cái thứ hai, cái chữ khổ mà mình hiểu từ xưa đến giờ nó đã liên hệ tới cảm giác, nhưng mà chữ khổ mình hiểu theo ở trong sớ giải đó, khổ nó là cái gì đó bị thúc đẩy. Cái gì đó mà nó bị thúc đẩy, nếu mình áp suất vậy đó, nó bị thúc đẩy. vô thường nó không có bền, nhưng mà cái khổ ở đây nó có nghĩa là mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước, dầu muốn dầu không nó phải bị đẩy về phía trước, dầu muốn dầu không nó cũng phải bị đẩy về phía trước. Và cái thứ ba là mọi thứ do duyên, như vậy thì mình học về vô thường rồi, khổ rồi. Tôi nhắc lại, chữ khổ ở đây nó không có nghĩa là liên hệ với cảm giác, mà khổ ở đây các ngài nói chữ khổ ở đây nó có nghĩa là không có kham nổi, nó từ cái chữ đúng cộng với chữ chết rồi, làm sao mà đánh được chữ này để trời, chữ đúng rồi mình cộng với chữ khác. Chữ khác là chịu đựng, đúng rồi, nhưng mà ở đây khi mà phân tích danh thả mình ta chỉ phân tích cái một chữ ca thôi, cô một chữ ca thôi, có nghĩa là cái chữ đúng khác thì nó có nhiều nghĩa. Một là khó chịu, sự khó chịu, mà nó cũng có nghĩa là kham không nổi, chữ đúng là khó khăn. Còn chữ khác ở đây nó có nghĩa là cái sự sự chịu đựng, sự chịu đựng hay là sự tồn tại. Trong cái việc mình có cái chữ kham, cái chữ kham nó rất là hay. Ví dụ như nó trời đất ơi, một tháng mà có 500.000 luôn, một cái số cũng kham rồi, thì vì biết chữ kham này cái gì hiểu nó làm sao, thì cái chữ kham đó đúng là chữ khác này nè. Đó, có nghĩa là dầu muốn dầu không thì mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước, dầu muốn dầu không thì nhân thiện cho quả vui mà nhân ghét cho quả khổ, dầu muốn dầu không thì quả phải đen mà cò phải trắng, dầu muốn dầu không thì đêm ngày nó vẫn trôi qua, xuân hạ thu đông nó cứ xảy đến, dầu muốn dầu không thì cả pháp nó cứ theo duyên mà nó diễn ra, thì cái đó được gọi là khổ. Tức là mình không có tưởng lại đâu, nó bị mọi cái luôn luôn bị đẩy về phía trước. Rồi còn cái thứ ba là cái vô ngã. Vô ngã nghĩa là ngã tôi nói rồi, vạn pháp do nhiên. Vô ngã đây là không có cái gì thuộc về tôi, của tôi, không có một ai ở đời này, dù là thượng đế chí tôn hay là bản thân tôi, có một linh hồn bất biến nào đó, không có thượng đế mà cũng không có một linh hồn, không có một cái tôi cá thể đơn thuần nào mà có thể điều động, điều hành, điều phối, điều hợp mọi sự được, mà tất cả tùy duyên thôi. Một số tùy duyên này, hội đủ duyên thì nó ra A, mà hội đủ duyên thì nó ra B, hội đủ duyên thì nó đen, mà hội đủ duyên thì nó trắng, đủ duyên thì nó vui, mà đủ duyên thì nó buồn, tất cả là tùy duyên một thôi. Cho nên là vô ngã đều không có một cái bàn tay tranh về của ai hết. Thì một người hiểu được như vậy thì thấy rằng mọi cái hiện hữu nó tự thân nó đã là thường. Và các vị học A Di Đà có biết được, có biết ba cái khổ mà. Cái khổ thứ nhất, cái khổ vừa rồi cái khổ mà thông thường mình học đó, ở đây mình vừa học về tâm tướng nha, cái gì cũng vô thường, cái gì cũng bị thúc đẩy và mọi thứ do nhiên vô ngã. Mà riêng trong Kinh Tạng thì có giải thích thêm ba cái khổ nữa. Một là khổ khổ viết dùm nha, khổ khổ có nghĩa là những gì khó chịu thuộc thân tâm, hay nói cách khác, sự có mặt của khổ là khổ khổ. Cái máy này của người ta tôi xài nó quen rồi. Sự có mặt của khổ là khổ khổ, sự vắng mặt của hạnh phúc là hoại khổ. Quên cái Pali của khổ khổ là đúc khách, đúc khách. Còn cái hành khổ là quý và nam đúng khác. Còn cái hành khổ đó là vị sang đó đúng khác. Đấy, cái khổ khổ nó có định nghĩa nhiều cách. Khổ khổ là sự có mặt của khổ là khổ khổ. Thứ hai, sự vắng mặt của hạnh phúc là hoại khổ. Và tất cả mọi hiện hữu ở đời được gọi chung là hành khổ. Thì thông thường người ta ở ngoài đời không biết đạo đó, thì họ chỉ nghe nói đời biển khổ, họ chỉ hiểu khổ theo nghĩa thứ nhất thôi. Sự có mặt của khổ là gì? Là khổ thân, khổ tâm nói chung. Thường hãy mà một là thân khó chịu, tâm khó chịu thì gọi trội nó khổ quá. Thì cái khổ đó trong đạo Phật nó chỉ là mới là 1/3 của cái khổ thôi. Thì tôi ví dụ như những hiểu nha, buổi trưa mà trời nó nóng quá đó, mình chịu nổi thì cái nóng nó được gọi là khổ khổ. mình mở cái quạt lên mình thoải mái đó, tự nhiên điện nó cấp đi, thì cái sự vắng mặt của cái sự mát mẻ đó lúc bây giờ nó trở thành hoại khổ, có nghĩa là sự biến mất của hạnh phúc. Mình nấu nó mình dễ mở đó là khổ khổ, nhưng mà trong lòng nó bị cấp điện đó là hoại khổ. Còn hành khổ là gì? Đó là sự có mặt của mình tại Sài Gòn chứ đơn giản vậy thôi. Sự có mặt của mình tại Sài Gòn, sự có mặt của mình tại xứ nhiệt đới, đó là hành khổ. Đó là cách giải thích rất là gọn và rất là rõ. Sự có mặt của mình tại xứ nhiệt đới, tại những xứ mà gần dùng xích đạo, thì sự có mặt đó được gọi là hành khổ. Rồi cái sự nóng nực ở đó nó là khổ khổ. Còn hoại khổ nghĩa là những khi máy lạnh hoặc là quạt máy mà nó bị điện cực, thì trong trường hợp đó được gọi là hoại khổ. Thì ở ngoài đời những người không có học giáo lý thì họ chỉ biết được có một cái khổ đầu tiên thôi, cũng như là họ thấy cái sự có mặt của khổ thì họ chịu nổi, nhưng họ không ngờ rằng hai cái khổ sau nó có ở đời mà nó có một cách rất là kín đáo. Có nghĩa là sự vắng mặt của đau khổ, sự vắng mặt của hạnh phúc cũng là một cái khổ. Xa nhau thấy mặt đó là khổ, gặp nhau rồi phải chia tay cũng là khổ. Và cái hành khổ trong trường hợp này mình quen nhau mình kia vậy, chính cái mối quan hệ, chính cái mối quen biết của hai đứa đó chính là hành khổ. Có nghe kịp không? Tức là tùy trường hợp và hành khổ có được định nghĩa khác nhau. Tôi nhắc lại trong trường hợp hồi nãy, nắng nóng là khổ khổ, điện cấp là hoại khổ, sự có mặt ở xứ nóng là hành khổ. Còn trường hợp thứ hai trong tình cảm nam nữ, xa nhau là khổ khổ, gặp nhau rồi mà phải chia tay là hoại khổ. Mà cái mối quan quen biết của hai người nói chung là hành khổ. Nói một cách khác, sống trong tam giới này mở điều kiện bất toại gọi là khổ khổ, được cái gì đó mà cái nó lại mất đi đó là hoại khổ. Mà sự có mặt trong tam giới này nó chính là hành khổ. Có nghĩa hành ở đây có nghĩa là pháp hành, có nghĩa là các pháp nó do điều kiện mà có, nó do điều kiện mà diệt. Thì nói chung là nó là như vậy đó. Nên hễ mà có sanh thì phải có diệt, thì bản thân cái sự mình lệ thuộc nhân, lệ thuộc duyên để sanh diệt, thì bản thân cái đó nó là khổ. Bản thân nó là khổ. Và một người học đạo phải thấy được rằng dầu có sanh về cõi nào đi nữa, thì sống lâu bao nhiêu đi nữa cũng phải cái lúc lìa bỏ nó mà đi. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái niềm vui nỗi buồn ở cõi này ấy, thì qua cõi khác, nếu mà ở một điều kiện khác, môi trường khác, tôi nhìn lại tôi thấy nó, tôi nhìn nó không bằng cái ánh mắt, không bằng cái nhận thức cũ nữa. Như vậy thì cái hạnh phúc hay nỗi buồn trong cuộc đời này nó là đồ giả. Đó là đồ giả. Tôi ví dụ như có người mà họ thấy mà mâm cổ ê hề không ngán, mọi nhìn thấy là dễ đâu được, họ thấy họ thích, ít nhất là nó không có mùi màng, nó không có khó tiêu, nó không có bệnh hoạn gì hết. Mỗi người tập một mâm ăn, tôi đã từng ăn cơm chung với những người như vậy, họ nhìn thấy đồ ăn nhiều quá họ sợ, mà trong khi đó có những người họ thấy đồ ăn ít quá họ sợ, à thôi. Rồi có những người họ thấy chuyện người sống lẻ loi gọn gàng đó là cả một cái cực hình, nhưng có những người họ thấy có thêm người thứ hai đó thì họ thấy là cả một cực hình nha. Thì rồi có người họ thấy lòe lẹt họ thích, nhưng có người họ thấy lòe lẹt qua rồi diêm dúa thì họ sợ. Như vậy rõ ràng rằng là cái hạnh phúc và đau khổ đời này nó là một cái đó rất là tạm bợ. Thứ nhất, nó là vô thường. Thứ hai, nó là chỉ là những giá trị ước lệ, biến kế sở cách, thi thiết giả định mà thôi. Ở đây thấy nó như vậy, mình kia không thấy nó như vậy nữa, nó là đồ dỏm. Tôi nhắc lại, cũng món ăn đó mà lúc mình no đó mình nhìn nó khác, mà lúc mình đói mình nhìn nó khác. Cũng món ăn đó mình tôi dọn nó trong cái chỗ mà rác rưởi ống cống tăm thôi mình nuốt vô, mà cũng món ăn đó mình ta đem lên cái chỗ mà mâm cao cổ đầy sạch sẽ trong nhà máy lạnh mình lại ăn được. Nói như vậy có nghĩa rằng là những gì trong đời sống này mình thấy nó là hay là dở, là ngon là không ngon, là vui là buồn, nó phải lệ thuộc vô số cái ngàn việc. Chính vì chỗ này cho nên Đức Phật này dạy rằng ác pháp Ngài bỏ đã đành, mà đến cả thiện nghiệp thế Ngài cũng bỏ. Là vì sao? Là vì cả hai thứ này là những cái chất xúc tác, là những cái chất kích thích, nó dẫn đến cái sự có mặt trong ba cõi. Phải nói như vậy đó. Rất là quan trọng. Tôi nói là cái này sẽ làm phiền lòng không dưới 95% những người thờ Phật, mà tôi không thể không nói. Đó là miệng mình nói mình tin Phật, miệng mình nói là mình cầu giải thoát, nhưng theo chỗ tôi nhận xét 95% những người nói như vậy, 95% những người thờ Phật trên đầu hay là thờ trong lòng, 95% không có sợ sân tử, họ không có sợ cái chuyện các từ kiếp này đi về kiếp khác, bắt bên vô định. Các vị còn nghe không? Dạ rồi, vừa rồi tôi bị đau phải không ạ? Dạ rồi, cảm ơn. Cho nên là tôi nhắc lại rằng tôi vừa nói một chuyện rất dễ làm phiền lòng mọi người, đó là các vị về tự hỏi rằng mình tu tập làm lành lánh dữ là để được hay là để bỏ. Một cái người mà tu hành với lý tưởng là được á, thì tôi xin thưa nha, họ là người khó yêu lắm. Họ giữ được giới là họ tự nhiên thấy cái giới nó hay ghê, họ bố thí được ba mới họ thấy họ hay ghê lắm. Họ quen biết với các vị cao tăng trưởng lão họ thấy cái đó hay ghê lắm nha, cái là không được. Khi mình tu mình có cái ý là mình hướng tới cái đường đó, mình dễ bị vấn đề đó. Nhưng mà nếu mình cũng làm cái việc y chang như vậy mà mình tu bằng lý tưởng bỏ đó thì nó lợi lắm. Thay vì mình nói thành Phật á, gọi là thành thánh á, là được cái này, được trí, được phước, được huệ, được cái gì đó, thì đằng này nếu mà mình hiểu thành thánh là bỏ được phiền não, bỏ được tái sinh, nó lợi hơn biết bao nhiêu. Bởi vì nếu mình tu mà mình nhắm đến cái chuyện bỏ đó thì chỉ cần mình có một chút kiêu ngạo là mình thấy tự xấu hổ rồi. Mình nói, ủa, mình tu là cái bỏ mà tại sao mình giác cái cục mình để trong lòng của mình. Còn nếu mình tu mình chỉ được rồi, thì mình rất là trẻ con, phải nói như vậy, rất là trẻ con. Những ngày được người lớn xoa đầu là nó vui, được người lớn khen ngoan là nó vui, bởi vì nó nhắc của nó mới chỉ được. Nhưng mà đừng đến chúng ta trưởng thành trên 18 tuổi rồi sau đó có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi chúng ta tóc bạc, hoa râm, muối tiêu. Rồi bây giờ có nhiều người đầu bây giờ ba trắng một đen. Thì từ khi mà thấm tuổi đời, thấm thiết chuyện đời, tình đời rồi đó, từ những ngày đó mình thấy rằng nói người thì ra đời sống người tất cả những cái mình có chỉ là để bỏ lại chứ không phải để cầm. Lý do mình cầm được bao lâu, mà có nói rằng những cái mình có để bỏ lại sau lưng thì nó chắc ăn hơn. Chứ còn nói là mình có để mình cầm á thì hỏi cầm được bao lâu, nó tàn nhẫn lắm. Cho nên hiếm quý vị biết, trong một bài viết của tôi, trong một bài viết trong Nam Tông, tôi có thưa với các vị độc giả điều đó là chỉ hai động từ thôi, tức là tu để được cái gì và tu để bỏ cái gì. Chỉ hai động từ này thôi đủ để làm thay đổi lịch sử Phật giáo suốt 2.500 năm. Các vị để ý coi, ai mà tu nắm nhiều đến chỉ được tệ lắm, làm đến ba mới phải ghét lắm. Mà nếu mình tu mà mình nghĩ nhiều đến cái bỏ đó, mình bỏ được cái gì thì nó lợi lắm. Thay vì nghĩ A La Hán là được cái gì thì phải hiểu rằng A La Hán là cái vị đã bỏ được cái gì. Nó hay biết là bao nhiêu, chỉ có cách tu thì nhắm đến chữ bỏ nó an toàn hơn, thưa quý vị. Và trong hình thức thì cái người tu nhắm đến chữ được hay nhắm đến chữ bỏ nó giống như trai mà không khác cái gì hết, thì cũng làm lành lánh dữ, cũng bố thí, cũng trì giới. Nhưng mà cái người nào mà nhắm đến chữ được khó lắm, khó lòng lắm. Mà tôi dòm qua tôi thấy Phật tử nói chung của mình á thì nhắm đến chữ được nhiều. Chính vì chỗ này cho nên nó mới từ cái chốn đạo tràng bát nhã nó thành ra bát nháo là chỗ đó. Các vị biết từ cái chữ bát nhã nó ra bát nháo chỉ có 1 cm thôi là chỗ đó. Chữ tài cùng với chữ tai một phần là chỗ đó. Tôi nhớ một câu chuyện vừa buông mà tôi kể hoài. Mình nhất là những ai mà trong đêm này mở bên cái chùa Phật Pháp đó, thì chắc hẳn như câu chuyện này là ngoài Bắc và ông Hòa Thượng đó. Người tưởng bữa kia thấy vừa gây gỗ nhiều quá, ông hợp chúng lại. Ông nói bây giờ mình quên tiền mình đúc cái chuông mới cho mấy con. Thì trong chùa nó hỏi những chuông tốt quá thì mình đúc riêng những thầy. Cả mấy con đánh chuông mấy con nghe không? Mỗi ngày tụng kinh, một đứa đánh chuông, một đứa đánh khánh. Mà cái chuông mình đánh ra mình cứ nghe nó bon bon, rồi đứa đánh khánh thì nó ra chen chen. Rồi mình tu hành mình cứ bon chen rồi nó có khác. Thì học trò nó nghe nó đã quả rồi, nó hỏi như vậy mình đúc cái chuông mới thì mình nghe làm sao? Thì ông thầy nó đúc chuông mới, mình dặn thợ nó bỏ vàng, bỏ tiếp, bỏ chiều vô làm sao đó. Mà đánh vô không còn bon, không còn chen nữa, mà nó còn chỉ buông. Đánh làm sao mình nghe chỉ buông thì là chuông đúng. Rồi mình đánh làm sao mình nghe chỉ bon, rồi khánh mà nó ra chỉ chen đó là nó được nha. Đánh làm sao mình chỉ còn là chỉ buông thôi, chỉ buông. Thì có thằng đệ tử nó nghe vậy nó cũng khoái lắm, nó cũng chỉ đúc chuông, một thời gian nó hoàn tục. Thì ông thầy kia bên hỏi tại sao mà con lúc cái chuông con khoe đó thầy đánh chữ môn của anh nghĩ một năm con tục. Dạ thưa thầy con quên chữ riêng. Thế là về đời con làm thương gia. Đó là cái này con làm thương gia. Yes. Cho nên ở Mỹ đó mấy cái tiệm tạp hóa Mỹ nó hay có cái điểm này, nó là sunrise beyond this point. Ở trong cái tiệm tạp hóa của Mỹ á, chỗ cái cửa mà restroom á, chỗ toilet á, người ta hay để cái câu này. Cái câu này no sunrise beyond this point là họ sợ có những người khách đem đồ vô trong đó. Ví dụ như họ thấy một cái áo thun, một cái gương sâu rồi họ cầm, họ đem cái đó họ xài, họ liền tật á. Hoặc có nhiều người còn tệ, nó nghe nói họ vô đó họ còn thay đồ, họ bỏ, họ tìm khách, họ bỏ, họ thay đồ, họ tráo đồ đó bên trong cái toilet. Cho nên là trong cái chỗ đó người ta để cái chữ là đừng mang hàng hóa vào qua khỏi cánh cửa này, đừng mang quá qua khỏi cánh cửa này. Nhưng mà câu này nó cũng còn có nghĩa là bên trong cánh cửa này không có chuyện mua bán. Đó, thì cái câu này tôi thấy là một câu rất là hay. Cái câu này có rất là hay, là có thể dùng ở trong chùa cũng được. Có nghĩa là người tu hành đừng có cái chuyện mặc cả, đừng có cái chuyện buôn bán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tu mà mình nhắm đến chữ được là mình đã bắt đầu có cái buôn bán rồi. Nha, mình tu mà mình nhắm đến chữ buôn bán, mình nhắm đến chữ được là tôi bố thí tôi được cái này, được cái kia, nó là buôn bán. Nó giống như khi mình chơi chứng khoán, mình chơi số đề, mình chơi vé số vậy đó. Cho nên trong cái lý tưởng nhà Phật tu là để buôn, và phải nói để chính xác. Cái cần thiết nhất trên đường sanh tử không phải là mình được mà là mình buông. Quý vị về nghĩ kỹ là đi. Thí dụ như bây giờ mình có thật là nhiều thức ăn, để cái này mình đói mình ăn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cho mình chọn lựa, mình không biết cảm giác đói mà mình vẫn sống được, thì nếu mà cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn cái không đói mà vẫn sống được, chứ tôi không có ham cái là mỗi lần đói có đồ ăn. Cái đó tôi nói thiệt. Rồi tôi muốn là không mang dép, không mang giày, mà cái bàn chân tôi được ok. Tôi thích như vậy hơn là mỗi lần mà chân tôi có vấn đề thì tôi lập tức có giày tôi mang. Thì tôi nhắc lại tùy thích nha. Đời sống là một sự lựa chọn nha. Nhưng mà tôi biết trong đời nó có hai hạng người rõ ràng lắm. Có người thì họ muốn là mỗi lần chân của họ có vấn đề thì họ phải có giày dép như ý. Có người họ muốn rằng không cần mang gì hết, nghĩ là chân họ đừng bao giờ có vấn đề. Có người muốn đói là phải có ăn được những món ngon. Có người họ muốn rằng đừng có bao giờ đói. Tôi biết tôi nói cái này thì các vị sẽ không tin trong đời có người đó, nhưng mà xin thưa rằng tôi là một người như vậy. Không phải là tôi cao siêu gì hết, mà vì tôi mình biết tôi rất là lười nha. Cho nên á, dạ đúng rồi, cái cô nữa tức là cô học xong cũng không. Cho nên tôi nhắc lại, đó là cái đời sống này của mình nó là một sự lựa chọn thôi. Có người thì họ cũng là vấn đề, đó là cách nhìn, đó là vấn đề, cái đó là cách nhìn. Có người họ nói hạnh phúc là gì, chứ là được cái gì đó. Nhưng có người họ nói hạnh phúc là không có cái gì đó. Không biết có bao giờ các vị nghĩ điểm này chưa? Thế nhưng có người họ nói hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là không bệnh này, không nợ này, không oán thù này, không bị vấn đề pháp luật này, không cái này không cái kia. Nhưng có người họ đừng nghĩ hạnh phúc là gì, hạnh phúc là được nè, hạnh phúc là mình có nhan sắc này, hạnh phúc là mình có tiền này, hạnh phúc là mình có quyền lực này, hạnh phúc là mình có uy tín này, hạnh phúc là mình có tiếng tâm này, hạnh phúc là mình có cái này, hạnh phúc là mình có cái kia. Nhưng có người họ định nghĩa hạnh phúc ngược lại, hạnh phúc là không có cái này này, là không có cái kia. Ok, tôi biết hôm nay trong lớp học này có nhiều vấn đề bà con nuốt không nổi, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là có người hiểu tôi muốn nói cái gì. Đặc biệt là câu tôi vừa nói, đó là có người nói hạnh phúc là được cái gì đó, có người nói hạnh phúc là mất cái gì đó, không có cái gì đó là hạnh phúc. Rồi có người nói tu là để được cái gì đó, có người nói tu là để bỏ cái gì đó. Ok, đó cũng chính là lời kết thúc của tôi trong buổi giảng chiều nay. Chúc quý vị một ngày vô cùng an lạc. Ngày mai gặp tiếp. Bye bye.